Đến trưa ngày 23 tháng 1 năm 2015, tình trạng của bé Lê Vũ Quỳnh, 12 tháng tuổi, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy. Trước đó vào 12 giờ 30 ngày 22 tháng 1, bé Quỳnh nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các triệu chứng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn do thiếu oxy quá lâu. Sau khi được bác sĩ cấp cứu, đồng tử của bé đã co lại nhưng sức khỏe của bé vẫn còn rất yếu. Chị Lê Thị Hằng, 37 tuổi, mẹ của bé Quỳnh chia sẻ, chị cùng hai con từ Bạc Liêu lên Đồng Nai thuê nhà trọ, đi làm thợ hồ mới được 3-4 tháng nay. Hôm sự việc xảy ra, chị đang đi làm, để điện thoại ở nhà cho hai con chơi. Bé lớn 14 tuổi nghỉ học ở nhà trông em. Trong lúc chơi, bé Quỳnh vô tình nút phải núm phím đàn, trong cây đàn đồ chơi bị mắc nghẹn và khóc. Thấy vậy, chị của bé Quỳnh lấy tay cố móc ra, làm dị vật đi sâu vào trong cuốn họng, khiến Quỳnh nghẹt thở, tím tái. Nghe tiếng khóc của bé lớn, chủ nhà trọ chạy tới và nhanh chóng đưa bé Quỳnh vào viện cấp cứu. Đến 17 giờ tối, chị Hằng đi làm về nghe tin mới vội vã vào viện chăm con. Được biết hoàn cảnh gia đình chị Hằng rất khó khăn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết, tình trạng của bé Quỳnh vẫn rất xấu, hiện đang trong quá trình điều trị. Dị vật đã vô tình trôi vào trong lúc thay ống nội khí quản cho bé. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp cận nhiều ca trẻ bị hóc dị vật nguy hiểm. Gần đây nhất là vụ bé Nguyễn Cát 2 tuổi bị nghẹn thạch rau câu, đến nay vẫn còn hôn mê, phải thở bằng máy.